Vâng, xin kính chào toàn thể anh chị em đã quay trở lại với kênh Thủy sản và Gia Lâm. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ đưa anh em đi xem lại cái bể ếch hôm trước. Đấy, cái ếch này thì mình vừa vào lứa thứ hai. Và đây là đang cho ếch ăn này. Cái đây là cái thức ăn của ếch. Thức ăn này thì đang có cỡ ly là 2 ly. Và hôm trước thì cái bể này thì mình chưa làm cái chỗ cho nó đứng đẹp như thế này. Hôm nay thì mình đã làm lại. Có một cái video hôm trước đã chia sẻ với anh em cách mà chúng ta làm cái lưới xanh này để cho nó ếch nó đứng đều ra ấy. Cái này khá là hiệu quả anh em nhé. Đây cám của nó đây. Đấy, cám 2 ly anh em nhé. Về cái cám này thì mỗi giai đoạn là nó ăn khác nhau, độ đạm khác nhau cũng như là cái độ đạm cỡ ly khác nhau anh em nhé. Cỡ ly sẽ tăng dần theo thời gian và cái độ đạm sẽ giảm dần theo thời gian. Bên này có mấy cái bể ếch to mình cũng đang bán. Khi bán hết lại mình lại vào cái ếch giống. Đây, từ khi làm cái lưới xanh xong thì bây giờ nó đứng ra rất là đều anh em ạ. Đấy, thì tiện hôm nay quay cái video này thì cũng giới thiệu anh em lại để cho anh em xem cái mô hình nuôi trên bể xi măng. Thì anh em có thể tận dụng được để nuôi tại gia đình nhà mình. Đấy, mỗi cái bể này thì anh em có thể thiết kế và tận dụng được gia đình những cái chuồng lợn để không cũng được. Anh em có thể thiết kế lại cái mái che bên trên nhé. Mái che trước là mái tôn thì mình có vứt mấy cái tấm tôn ra. Đây, rất là vứt mấy tấm tôn ra và mình thay vào bằng các cái tấm tôn mà nhựa có ánh sáng chiếu qua được để cho nó có ánh nắng trực tiếp xuống vào đây. Trong cái bể này thì hiện tại mình đang tắm cái thuốc tím cho ếch. Đấy, khi nào thay nước xong là mình thỉnh thoảng một tuần 1 đến 2 lần mình sẽ tắm thuốc tím để cho nó phòng các cái bệnh liên quan về con ếch này, đặc biệt các cái bệnh nhiễm khuẩn về ngoài da. Và mình sẽ phối trộn thêm một số cái chất như là vitamin C bổ gan, men tiêu hóa cho ếch ăn trong suốt quá trình chăn nuôi để nó giảm cái độ hao trong cái quá trình chăn nuôi anh em nhé. Đấy, cái mực nước thì để cũng không cần sâu đâu, khoảng độ 5 đến 10 phân nước. Mật độ nuôi thì anh em có thể thả khoảng 100 đến 150 con trên một cái mét vuông như thế này. Một ngày thay nước 1 đến 2 lần tùy vào cái mức độ bẩn của nước. Đấy, con ếch này thì anh em có thể mua giống ngoài thị trường, giá dao động từ 700 đồng cho đến 1.500 đồng một con, tùy cái kích cỡ và cái thời điểm anh em mua. Đấy, cái nguồn nước anh em có thể nuôi bằng các cái nước như là nước giếng khoan, nước máy được, nhưng mà nước máy sẽ tốn tiền, chi phí cao. Ngoài ra thì nước sông, nước ao hồ vẫn nuôi được anh em nhé. Cái nguồn nước anh em để đưa vào đây nên lưu ý phải diệt hết cái vi khuẩn thì rất là tốt cho con ếch này. Đấy, diệt khuẩn đối với những cái nơi mà chúng ta thấy cái nó ô nhiễm, chúng ta nên khử bớt cái nước cho nó sạch chúng ta mới đưa vào đây. Hôm trước thì cũng đã chia sẻ anh em cách chúng ta làm cái chỗ ngồi là một này, cách để làm cái ống nước cho các cái bể thoát ếch này, bể ếch này như thế nào. Anh em có thể xem lại những cái video đấy nhé. Anh chị em nào mà đang xem video đến đây mà cảm thấy video này hay, ý nghĩa thì đừng quên bấm like, chia sẻ video này nhé. Những ai yêu quý mình thì có thể bấm vào nút đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những cái video mới nhất nha. Đấy, cái bể này thì mình làm lại để trước là nuôi cá, tức là mình thì ở miền Bắc thì mỗi đợt sẽ nuôi vụ nắng thì mình sẽ nuôi cái con ếch này, còn đến mùa đông thì mình sẽ nuôi cá chê. Đấy, cá chê trên bể này. Vì mùa đông con ếch này không chịu được nên là mùa đông mình sẽ không nuôi ếch và mình chuyển sang nuôi cá. Thì các cái bể này mình đã làm lại và lót bằng các cái gạch hoa rất là đẹp và nó có cái độ láng này thì có thể nuôi được cá chê rất là tốt. Đấy, anh em có thể tham khảo cái mô hình này để nuôi tận dụng tại địa phương nhé. Đối với những anh em mà nuôi chuồng lợn thì chúng ta sẽ phải làm lại chuồng, làm lại cái hệ thống thoát nước, hoặc là chúng ta có thể lót bạt trực tiếp vào trong các cái chuồng lợn để chúng ta nuôi, cũng khá là hiệu quả anh em ạ. Đấy, con này thì chúng ta nuôi trong vòng 2 tháng rưỡi là chúng ta có thể xuất bán đối với mùa hè, còn mùa đông thì chúng ta có thể nuôi đến 3 tháng là chúng ta có thể xuất bán được. Cái trọng lượng xuất bán thì bình quân nó sẽ rơi vào khoảng 3 đến 4 con trên 1 kg. Và cái giá thành thương phẩm bây giờ tại cái thời điểm mình đang quay này thì nếu anh em mà đi bán lẻ tại cái nơi mình đang ở thôi thì là được giá khoảng 45 đến 50 nghìn 1 kg, còn anh em đổ buôn thì nó rơi vào khoảng 38 đến 40 nghìn trên 1 kg. Đấy, như thế là anh em cũng có lãi sơ sơ rồi. Con này nếu anh em nuôi nhiều thì sẽ lãi nhiều, còn nếu mà nuôi ít thì anh em phải đi bán lẻ thì nó mới có cái lãi suất được.
Đấy, trên đây đã chia sẻ với anh em cái mô hình nuôi ếch trên bể xi măng nhé. Anh em nào quan tâm và thấy hay thì đừng quên chia sẻ video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé.